Good evening. Oh, good evening, Tung. Yeah. Yes. I don't hear it. I don't see you. Okay, how about your nose? Is this okay? Your nose? Okay. Okay, do you hear me clearly? Yes, okay. How about your day? How are you today? I'm fine. Okay. Oh, you feel hot and then you play the pen? Yes. Okay. Yes. Okay, Tung. Can you open your book and we will start? Yes, yes, I see. Okay. It is your homework. How do you feel about homework? How do you feel? I'm cảm thấy thế nào? Con không có sức không biết nữa. Em không biết nữa. Ờ, thế là không có sức rồi. À, chúng ta có thể nói là easy là dễ hoặc là difficult là khó. Một là dễ, hai là khó. 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 Khó làm trong 2 phút. Khó làm trong 2 phút, thế là dễ. Rồi, ok. Cô đã nhìn hết rồi. Is câu số 9. Okay. Will I come? Will meet when I... Will xong gạch ngang nhé cô nhé. À, will xong gạch ngang hả? Ok. Từ câu 2 đến câu 10. Bây giờ cô trở về cái slide bài này. Chúng ta đang nói về tương lai đơn đúng chưa nhỉ? Tương lai đơn câu 2. Cô có nhắn Tùng là làm từ câu 2 đến câu 10 đúng không? Câu nữa xem. Đúng rồi, câu 2 đến câu 10. Câu 2. Ok, đây. Câu 2 này. Có cái ảnh này ha. Cô có cái ảnh. Hiện tại thì có nhìn thấy ấy, có nhìn thấy gì nhỉ? Không. Được rồi. Có nhìn thấy cái màn hình mà cô đã có cái ảnh sang phần Word chưa? Nhưng mà được một tí. À, được một tí á. Ở đâu nhỉ? Ở đâu, ở đâu. Nó nhảy trang rồi. Thôi được rồi, mình sẽ, cô sẽ chuyển như thế nhỉ. Đây. Đây, bây giờ nhìn. Nhìn được rồi đấy. Có nhìn thấy cô, có nhìn thấy không? Ôi, may quá. Câu số 2, number 2. Number 2 is will and come. Will. Will and come. Will she come? Will she come? Đúng rồi. Correct. Yes, she will. Yes, she will. Number 3. I will meet my friend next Sunday. Okay. 4. They won't ride their bike to school tomorrow. But number 4, you didn't write the word right. You wrote. They won't. Nghĩa là won't. Oh, won't have. Cái chữ này là have hay chữ right? Chết rồi. Được rồi, chắc là nhìn ở trên của cô à? Anh chị nhìn ở dưới chứ. Ở đây mình có chữ have.
Câu số 4 à? Câu số 4 phải là one right. Bởi vì right. Con phải nhìn làm câu A nhưng mà tâm trí là để làm câu 2, tâm trí là để tận câu 5. À, để tận câu 6. Rồi. Nào, thế bây giờ nhá. Còn nhớ cái phần cô nói cái từ mà ride a bike ấy. Trước học có cái cụm đấy là ô đâu nhỉ? Ride a bike. Đây. Cô biết nhá. Ride a bike. It means đạp xe đạp. Okay, do you have a bike? Yes. What color is it? It's white. White, okay. Do you like white? No, I like red. You like red, but you are a boy. But you still like red? Red? Oh. red là cho con trai à? Ô thế à? Con tưởng là màu đen hoặc màu xám là hay cho con trai. Hóa ra con trai thích xem màu đỏ à? Ok rồi. À, màu đỏ vì siêu nhân mạnh nhất. Trong năm anh em siêu nhân là màu đỏ đúng không? Ok, trước cô thích. No, it's not the reason. I also like red. Okay. Now number 5. Why will write an email? Her uncle. Uncle. Okay, good. Number six. Number six. Okay, number six. One half. Okay. Tùng, can you say the meaning of people? Can you tell me the meaning of người? À, rồi. Có hai từ này chúng ta phát âm giống nhau. Đấy này, people là phát âm giống nhau nhưng mà nghĩa của chúng thì lại khác nhau. Ok. People là mọi người, còn people đây là học sinh. Học sinh đây là bằng với gì nhỉ? I am a student. Để đó là bằng với gì? People bằng với. Bằng với học sinh. Bằng với học sinh, đúng không? Student, đúng rồi. Nhưng mà people này với people ở trên thì phát âm giống nhau. Ok. Rồi. People. Yes, you are a people. Xong. Ghi cho cô nhá. Ghi cho cô student bằng people đã. Cách viết khác nhưng mà phát âm giống nhau. Đấy. Zoom. Finished. Okay. Next. Number 7. He will visit his grandma next week. What is the meaning of grandma? Grandma. Bà. Okay, bless you. Lại hát xin hồi, bless you. Bless you là khỏe mạnh. À, ví dụ nha, Tùng hay hát xì hơi mà, hoặc là Tùng chảy máu mũi ấy, thì bà sẽ ok. Hát xì hơi cho hết cơn đã. Ok. So we say bless you tức là mạnh khỏe. Ví dụ hát xì hai vợ người vỗ vai rồi là mạnh khỏe. Ok, bless you. We say bless you.
Bạn nào trong lớp hát xì hơi, cô giáo hát xì hơi bảo bless you. Bảo cô tiếng Anh bless you, cô cười cho cả lớp. Được chưa? Ok. À, cô khuyên là ở lớp không. Bless you là gì ạ? Bless you có nghĩa là khỏe mạnh. Mong muốn là con khỏe mạnh. Ví dụ nhá. Ví dụ như Tùng nói là Tùng hát xì hơi đúng không? Thì mẹ sẽ bảo là mẹ nói gì để hết hát xì hơi? Cơm muối. Đấy, thì cái câu này cũng thế. Cơm muối. Để cho để mình hết hát xì hơi. Bless you. Ok, cơm muối. Ok. Rồi, repeat after me. Bless you. Bless you. Ok. Có thể yêu không? Có. Có. Bless you. All right. Finished? Yes. Okay. Next, number 8. May this where will you buy books next week? Okay. Number 9. Will you buy books next week? Yes. But number nine is one rain and east. Ah, okay. Rồi. Nào bây giờ cô sẽ xóa hết cái này để Tùng nhìn câu số 9 nhá. Nào câu số 9 cho mình nào. Câu chúng ta có hai vế đúng không? Vế đầu tiên người ta nói là Tùng có ghi đây là it won't rain because it is sunny. It won't rain. Nhà trời sẽ không mưa đúng không? Ngoài ra chúng ta phải nói về một cái dự đoán là trời sẽ không mưa ha. Trời sẽ không mưa. It will not hoặc là it won't rain là được. Tuy nhiên Tùng nhìn cho cô với thứ hai, chúng ta có từ tomorrow. Nhưng mà ở đây Tùng lại là is. Thế từ be thì sẽ chuyển là gì nhỉ? Will cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên thể. Mà động từ ở đây thì là gì? Chúng ta có động từ to be mà, đúng không? Thì phải cộng với gì? Cộng với lại động từ nguyên thể. Vế đằng sau động từ đâu? Động từ đúng rồi, verb. Chính là động từ đấy. Thế vế đằng sau nó cho là it be hot tomorrow. Thì đâu là động từ của vế đằng sau đấy? Đây. Đâu là động từ của cái câu đằng sau này? Theo Tùng. Hot. Hot, nóng. Nóng là tính từ. Is. Is là chủ ngữ giả. Is là chủ ngữ giả. Nào, Tùng có nhìn thấy cho so sánh. Đúng rồi, chính xác, to be. Con có nhìn thấy là người ta, bài này chính là chia động từ trong mặc. Tức là những cái thằng ở trong mặc là mặc định nó là động từ rồi. Nhờ. Thế thì động từ nguyên thể của thằng này là gì nhỉ? Is. Is. Đấy là mình chia rồi. Đấy là mình chia là to be thành thành is, thành em, hay là it rồi. Be, it be. Đúng rồi, phải là it will be. Đúng không? It will be. Ok, chữa cho cô câu 9. It will be.
It will be. Thế thì nó phải là will be. Câu 9 sẽ chữa là vế đằng sau sẽ là will be. Okay. Will be. Okay. Finish. Yes. Now, number 10. Will. No, I. Will. I will. Where? Thế nếu như mà như này, câu hỏi không phải cô thay bằng từ thay từ next bằng từ last mà, thì Tùng sẽ chia như nào? Last, Tùng sẽ chia như nào? Nó là thì gì đã? Sẽ chia là I, chứ rồi nhưng mà lại không may thằng này nó là bất quy tắc, mình phải đổi lại thành were. Đói. Thế nhưng mà tuy nhiên là đã nhận ra được là đây là thì gì nhỉ? Nếu mà cô thay đổi last thì đấy là nó là thì gì? Đúng rồi, thì quá khứ đơn. Okay. Okay, done. Okay, Tùng, can you can take note the date? And today it is on Thursday, right? Yes. Thursday. Take note Thursday. Okay. Quên biết từ Thursday rồi hả? Nào Thursday của cô còn nhớ cách viết không? Nó bắt đầu bằng chữ T. T-H-T-H. T-H-T-H. Oh, no, 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 no. Từ từ nha. Nào. Ok. T. Gì nhỉ? H. H. U. 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 R. R. E. E. Oh, E. E. This. It is E. So what? No. Thursday. We say Thursday and we have one S. Oh. Oh, cô ghi R rồi. R đây rồi. Chữ R, R, R của cô. R rồi. Chữ S là chữ gì nữa? Và đây. Wow. Nhớ nhá, nhớ của cô á. Không hay là ngày 22. Và nhớ là có hai điểm chung để chúng ta không à, để chúng ta nhớ được hai cái thứ. Một, một là Tùng nhìn này, thứ năm của cô á. Con ghi đi đã, thứ năm. Ghi đi đã. Con ghi xong thứ năm chưa? Tùng nhìn cho cô để cách nhớ nhá. Chúng ta có chữ thứ năm và thứ ba ấy, thì nó đều bắt đầu bằng T. Ok. They both start with T. Ok, chúng ta bắt đầu bằng T. And they both have S in the end. Right? In the end of word, the last letter đều có chữ S. Trời ơi, xong nhá. Đều có chữ S. Và làm sao đây?
Thursday thì dài hơn Tuesday. Đấy, đúng không? Vậy kênh nhớ của cô là hai thằng đều có S. Đấy. Một nữa là cách nhớ dễ nhất là Thursday bao giờ cũng dài hơn Tuesday. Nha. Đấy, một chữ. Ồ. Thế. Nào, để sau chúng ta không được nhầm. Nhớ cho cô là Tùng hay bị nhầm giữa thứ ba và thứ năm. Nhớ cho cô là thứ năm dài hơn thứ ba. Thứ năm là anh, thứ ba là em. Ok. Thằng là to hơn là anh. Đúng không? Ok. Xong rồi. Right. Oh. Yes. Yes. Rồi. Ghi cho cô nào. Hiện tại đơn nha. Học cho gì? Nó học đấy mà. Học gì nhỉ? Hôm trước cô Tùng hỏi cô học gì nhỉ? Hiện tại hoàn thành. Hiện tại tiếp diễn mà. Rồi hiện tại tiếp diễn. Rồi hôm trước nhà cô dặn học thì hiện tại tiếp diễn. Rồi là chàng hiện tại tiếp diễn. Ok. So I ask you one question. What are you doing? What are you doing now? I learn English now. I am learning English now. Đúng rồi. Okay, I am learning English now. Okay, what is your mother doing right now? My mother is cooking dinner. Is cooking là được rồi. Is cooking now. Được chưa? Cố gắng theo cho cô những cái từ để nhận biết. Chúng như cho cô nào. Present progressive thì hiện tại tiếp diễn. Thế này mình ghi bài nhá. Ok. Ghi xong đã, xong mình phát âm. Cái từ này nó hơi khó phát âm. Okay. Okay. Tuy là nó khó, từ này nó hơi dài đúng không? Chúng ta từ ví dụ như là quá khứ đơn, hiện tại đơn thì cái thằng symbol rất ngắn. Nhưng mà chúng ta đã biết là Tùng hãy nhìn cho cô là chữ present. Nào, present ở đây có nghĩa là hiện tại. Thì chúng ta học hiện tại đơn chúng ta có là gì nhỉ? Present symbol. Present symbol. Vậy thì chúng có chung cái từ gì đây? P. Present. Present đều khác một cái mỗi cái từ này thôi đúng không? Kia là simple, còn đây là progressive. Okay, repeat after me. Progressive. 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 Okay. Okay. Write it out. Didn't you? Yes. Okay. Finished. Now. Okay, look at the structure. S plus to be plus verb being. Verbing. So can you make a sentence with the subject, the children. Okay, Tùng ghi công thức đã, xong nói đến ví dụ, xong công thức đã. Công thức. Rồi. Nhớ là điển hình của thằng hiện tại tiếp diễn, đấy là chúng ta có verb in. Ok, cô quan tròn cái phần mở bật. Okay, finished. Now, ở trong hiện tại đơn thì chúng ta không có verb in, đúng chưa? Nhưng mà tiếp diễn thì chúng ta có in. Rồi. Nào, thì bây giờ cô hỏi nhá. Nào, Tùng thử lấy cho cô một ví dụ với chủ ngữ này thế nào. Lấy cho cô một ví dụ với chủ ngữ. The children. Are, đúng không?
eating. Eating cơ à? Rồi. Cô cũng thích eating. What are they eating now? Eating, yeah. Chicken. Chicken. How do you spell chicken? C H I K à gần đúng C sau đến K cần E N đúng rồi C đến N mà hơi rơi chữ một tí là rơi mất chữ C của cô một chữ C không sao rồi chicken được chưa xong nào phủ định nào phủ định bây giờ thêm nốt vào đâu nhỉ ok I'm sorry đằng sau to be rồi ok thế còn câu hỏi đây là câu phủ định cô đánh dấu là dấu trừ bỏ to be lên đầu à bỏ to be lên đầu người ta gọi là chuyển to be lên đầu ok chuyển to be lên đầu rồi gì nữa không hết chưa rồi hết rồi bây giờ đã cho cô một câu hỏi nào cô anh ấy đang chơi điện tử à anh ấy đang chơi điện tử phải không? Thì thôi con tự đặt được không cô? Ừ con tự đặt đi, con tự đặt đi. Từ từ con bị chảy máu. Một lại chảy máu. Chết rồi. Chảy chảy. Oh my god. Lại chảy máu. Oh my gosh. Don't spill blood in front of my eyes. Oh my god. Đừng chảy máu trước mặt cô sợ. Có do you know? Có một vài người người ta nhìn thấy nhiều máu người ta ngất. Đừng biết không? Nó Tùng làm gì để nó chảy máu mũi nhỉ? What did you do? What did you do with your nose? I okay, con. Okay, xong cái mũi đã. Ôi dồi ôi. Không được rồi. Sợ quá. Finished. Chết không? Mũi thật sự khỏe chưa? Ui cái sách này con thấy đau đầu quá. Thế á? Nhưng mà con ngồi im cái gì nhỉ? Cái đầu mình lắc nhiều quá. Sợ cái mũi nó cũng bị ảnh hưởng. Ôi, ngồi im để cho cái mũi nó ổn định không thì nó lại chảy máu như thế nào. Đúng không? Ok nào. What is that? Book. Hello. Are your homework? Các bạn nữ thì không phải làm mà các bạn trai phải làm. Why? Bởi vì hôm trước thời gian là 20 tháng 10. Đúng không? 20 tháng 10. Ok. Tiếp tục nói sự việc anh nào. Because I am the boy. Các bạn còn bảo là What did they say? Bảo Tùng á? Không, các bạn bảo các bạn nữ và các bạn trai bảo là đi chơi What?
Thôi. Alright. Okay. And okay. Any story welcome, but you have to speak in English. Okay. Con nói cái gì cũng được nhưng mà chúng ta phải nói bằng tiếng Anh. Speak English. Alright. Thì con chèn tiếng Anh và tiếng Việt trước sau con hỏi cô. Rồi ok, nào bây giờ bây giờ trở lại nhá. Nào bây giờ ra cho cùng câu hỏi nào. Tùng nghĩ xưa rồi ạ. Nào câu hỏi nào. Đừng chạm vào mũi, đừng chạm vào mũi. Rồi, mình nghĩ câu hỏi đi. Ở trên cô. Gì nhỉ? Oh no. No. Say that you into and they going to the school. Go to the school. Okay, right. Now, if the answer is no. No. No, they are. No, they are. How do you pronounce? How do you pronounce? Oh, no, you correct. Your answer is correct. But how do you pronounce this word? Can you say it again? Aren't. Okay. Are or aren't? Tùng nói là gì nhỉ? Aren't. Yeah. Cách khác, mình sẽ nói là no, they. No. They are not. Not. Đúng rồi. No, they are not. Okay. Next. Okay, now. Tùng. How many signals are there? How many signals are there? Here. Em how many signals? Nó trả lời cả câu của cô là gì? Có 7 dấu hiệu. There are 7. 7 signals. There are 7 signals. So this signal is we must say, we have to say signals. Est. Alright. Dấu hiệu. Đây. Nhiều lần chúng ta nói mà bèo có viết cho dễ hiểu nha. Nào, 7 signal. Ok. Number 1 is now. What is the meaning of now? Now. Now at the moment. Bây giờ, hiện tại. At this time. No. Don't touch your nose. No. Thực tế hai cái gì con? At this time. This time là sao đây? Khung giờ này. À, ngồi khung giờ này, lúc này. Ví dụ, cô đang giảng bài. Cô bảo Tùng là ví dụ Tùng đang xem hoạt hình trên điện thoại, Tùng không nhìn vào màn hình cô. Cô bảo là look. Cô nói với Tùng là look, nhìn này. Đây cũng là một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn. Và listen, nghe đây. I am talking about. Nghe đây này, cô đang nói về cái gì đấy? À, ví dụ trên lớp như các cô nói là listen, vừa là để ra lệnh đúng không? Và khi ra lệnh như thế thì các cô hay nói với thì gì đấy? Hiện tại tiếp diễn. Listen. Ok, bạn phải listen to me. Các bạn nghe cô đúng không? Thì bây giờ listen nghe này. Ok. Xong nào. Chúng ta ghi cho cô các câu hỏi, ghi cho cô các dấu hiệu nhận biết đã. Tùng ghi đi. Tùng ghi đi để chúng ta làm bài tập. Rồi để con ghi công thức nữa. À rồi. Ghi công thức trước. Mình đang dừng ở chỗ công thức khẳng định nhỉ? Ở đâu rồi? Ủa?
Cái này. Cô bị nhảy, nhảy, nhảy. Nhảy lên. À đây. Ôi cô. Ôi. Cái này có phải thi gì không cô? Có. Cái gì phải thi hả con? Mấy cái thi này có phải thi không? Có. Cái, mấy cái thi này quan trọng chứ. Mấy thi này đi thi có hết. Có làm bài ấy. Nhưng mà nó chỉ chiếm khoảng tầm 1 điểm thôi. À, nó chỉ chiếm khoảng tầm 1 điểm. Nhưng mà khi mà mình sai thì nó lại mất nhiều lắm. Trong tiếng Anh sai, viết sai một chữ hỏng cả câu. Nào, Tùng ghi cho cô dấu hiệu. À, ghi cho cô công thức đã. Công thức nào. Nguyên phần công thức này chúng ta sẽ lên đóng khung lại. Ok. Ủa, bạn Tùng viết bạn Tùng vẫn còn gì nhỉ? có gì họ muốn hỏi cô không? Any question? No. No. Oh, okay. No. À, cái bút sao hết mực mới mua hôm qua xong. Phải viết là nghĩa của meaning không? Ok. To listen, to look. Tùng biết nghĩa rồi, Tùng không cần phải ghi nữa. Okay. À không, to look là Tùng phải ghi nghĩa vào. Bởi vì to listen thì con biết rồi. Biết à, con biết rồi hả? Are you sure? Ok. Yeah. Yes, alright. As present. Ngay bây giờ, tất cả những cụm này đúng không? Câu trả lời của chúng ta. Bây giờ mình sang phần bài tập luôn đi. Nào, bài tập nào. Exercise. Nào. Cô ơi. What? Bài tập hôm nay về nhà chắc chắn là bài. Những cái bài này. À, ừ. Yes, correct. Cô, sao có một câu nó bị cái gì đây? We eat kem ice cream gì kìa? We eat which number? We two, eat two. Ah, okay. Okay, two. No. Two ice cream is mean kem. Kem mà chúng ta ăn một hả? Kem kìa. Kem. Kem. Ừ, kem, đúng rồi. Người ta ghi nghĩa cho mình. Ghi nghĩa. Được chưa? Tùng biết ice cream là kem rồi đúng không? Ừ, nào bây giờ làm cho cô nào. Bây giờ nhìn đây. Nhìn đây chúng ta có Nam gì nhỉ? Is playing with his friend at cái gì đây? Present. Okay, repeat after me. Present. Okay. Hiện tại. Ok, ngay bây giờ, at present là ngay bây giờ. Ok. Nào. What are you doing now? Đúng. We are
eating ice cream. Okay, we are eating ice cream. Now, can you pronounce? Okay, hold up. Can you pronounce it again? Ice cream. Ice cream. Okay, ice cream one more time. Ice cream. Okay. Ice cream killing. Okay, that's how it's fun and nice. But we say we should add more intonation. We are eating. Can you say it again? We are eating ice cream. Ê, Tùng vừa nói cái đặc điểm rất hay nhé. Ice cream đó. Của bài của Blackpink. Do you know that? Đúng rồi. Ok, so Tùng có thể học theo cái ngữ điệu người ta để nói tiếng Anh hay hơn. Nào, we are eating ice cream. We are eating ice cream. Đúng rồi. Eating của cô là is eating ice cream. Được chưa? Number three. He isn't swimming at the moment. Now, can you spell swimming for me? Swimming. Yeah, now, how do you spell? Swimming pool. S-W. Okay. I. N. Đau họng. You have a tour. Nào, thế thì nuốt vào. Okay. Good job. Why do we need to double M? Bởi vì con thấy nó hợp lý. Con thấy nó hợp lý, no. Because it is, we have one I, the letter I, chúng ta có từ E, đúng không? Nguyên âm. Yes. Okay. Tùng có biết các từ như là hoài hoài không nhỉ? Yes. À mà cô nói cái này chưa nhỉ? Những từ mà bắt đầu với những chữ hoài hoài này thì chúng ta sẽ phải gấp đôi tận cùng, cái chữ tận cùng của từ đó. Ví dụ như từ swim thì chúng ta sẽ gọi là swimming, đúng không? Ok. Number 4. I am chatting. No, I am. No, we don't pronounce I am. I am. I'm. Đúng rồi. Thế cái chữ này đọc là gì? I'm. Chữ này là am. Thế còn đây thì sao? I am. Nào, bây giờ Tùng hãy ghi phân biệt cho cô nhá. Tùng hãy ghi cho cô cái phần này vào, cô người lại quên này. Chữ này đọc cho cô I am, đọc cho cô ba lần nào. I am. Ok, remember it, nhớ nhá. Yes. Nào, yes, number 4. I am chatting with my friend now. Again, what is a chat? Chat. What is the meaning of chat? Do you know the meaning of chat? Kiểu là nhắn tin. Nhắn tin. Rồi ghi cho cô chat, tán gẫu. Đấy là mọi người nói như thế, nhưng mà nghĩa của nó là tán gẫu. Tùng ghi nhá, động từ. Tán gẫu. Tán gẫu. Ừ, tán gẫu á. Chẳng liên quan. À,
tán gẫu hoặc là trò chuyện. Chúng ta nói cách hay hơn thì là trò chuyện, nhưng thật ra nó là tán gẫu. Tán gẫu. Ừ. Ồ, có thể nó hay mà Tú. It's interesting. Ông bây giờ mới lật mở hả? Không, vừa nãy, vừa nãy con vứt cuốn sách dưới sàn nhà, con phải lấy lên. Ờ, sách nó khóc to thì Tú mất ngủ. Ghi cho cô nhá, chat, tán gẫu. Finished. Okay. Finished. Finished. Now. 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 Chatting now. No, no, no. Từ từ. I am chatting. Cái từ chatting có gấp đôi cái gì của cô không? No. No. Yes, yes. Are you sure? Chatting. No, 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 no. Chúng ta gấp đôi. Yes, yes, yes. Yes. Không, không đồng bộ của cô. Nào, làm mỗi câu, làm hết câu 4 thôi. Từ còn đâu bài tập về nhà cô sẽ cho từ câu 5 đến câu 11. Và phải có từ 4 lần luôn. Cứ làm luôn. Nhưng mà cô không có thời gian trên lớp cho Tùng làm. Tùng phải làm. Không, con phải làm. Làm luôn. À, ừ, thế con phải làm luôn hả? Ok. Không nào, thì... con gửi luôn. Từ từ đã, nhìn lại vào đây. Bây giờ nhìn cho cô này. Nào, ghi xong từ tán gẫu của cô chưa? Yes. Yes, ok, bây giờ nhìn lên bên trên cho cô nào. Bên trên này chưa, chúng... từ từ cô. Chưa, chưa, sao mà câu mấy đến câu mấy à? Bây giờ đến, mới đến câu 4. Nhưng mà cô bảo là bài tập về nhà là từ câu 5, từ câu 5 đến câu 11, tí nữa cô sẽ gửi ảnh. Từ từ đã, bây giờ nhìn vào cho cô ở bên trên nhá. Mình có tất cả các động từ đây, thấy chưa? Và những động từ của cô có những động từ đuôi nào. Tùng nhìn vào đây nào, Tùng nhìn vào đây nào, nhìn cho cô chữ dance. Động từ dance có nghĩa là nhảy, nó là e, tận cùng của nó là chữ e. Khi mình chuyển sang đuôi in thì e chuyển thành gì đây, e bỏ đi và thêm gì đấy, được chưa? Lên tất cả những động từ này về nhà hãy thuộc thuộc cho cô sẽ gửi ảnh hết để Tùng học thuộc. Ok, đi thi sẽ có nha. Ừ, đi thi sẽ có nha. Được chưa? Ok, nào, Tùng nhìn lại và xem có câu gì hỏi cô nữa nào. Xong đó cô sẽ gửi no. ảnh. No. Ok, what's your favorite word today? My favorite. What is chat? Chat. ok, cô cũng đã là chat. Phải nhớ nhá, nhớ là thích từ đấy thì phải nhớ nghĩa nhá. Ok. Yes, ok, so cô sẽ giúp ngủ ngon. Không, đừng chạm mũi nữa nhá. Ok. Nha khoa thơm lắm. What? Chị nha khoa. Chị nha khoa thơm lắm á. Ok. Nào thì chúc cô ngủ ngon và hẹn gặp lại cô lần sau là để còn làm bài tập. Không, cái này lại cứ ngửi chị nha khoa thôi. Cô gửi cho con đi cô. Ừ, nào thì goodbye cô. Để cô gửi nào. Goodbye and see you next time. Bye bye. Ô, không chúc cô ngủ ngon gì. Đã goodbye rồi. Good night. Ừ. Từ khác, không good night nữa. Từ khác. Không kệ cô. Không good night. Cô còn là may lắm rồi. Nào, cho cô từ khác nào. Từ không phải từ good night nữa, từ khác nào. Từ gì nhỉ? Good morning. Good morning. Good morning. No. Sweet dream. A good dream. Nào, Tùng có biết good không? Good dream. Good dream. Ừ, thay vì good night chúng ta sẽ nói là good dream. Good dream. Okay, have a good dream and see you next time. Bye. Bye bye.